Sáng ngày 27 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu phối hợp với khách sạn Mường Thanh Diễn Châu tổ chức chương trình bát cháo tình thương cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Đã hơn 2 tháng, chương trình bát cháo tình thương do Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu tổ chức vào sáng thứ ba hàng tuần, hỗ trợ cháo ăn sáng miễn phí đối với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã nhận được sự cổ vũ và ủng hộ tích cực của nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân, trong đó có khách sạn Mường Thanh Diễn Châu. Bằng những việc làm cụ thể, khách sạn đã trực tiếp nấu và phát khoảng 150 bát cháo cho bệnh nhân nghèo nhằm giúp cho họ bớt phần khó khăn vượt qua bệnh tật. Nhân dịp này, lãnh đạo khách sạn Mường Thanh đã trao số tiền 15 triệu đồng ủng hộ quỹ bát cháo tình thương cho Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu. Tính đến nay, đã có 5 tổ chức và hàng trăm cá nhân ủng hộ cho chương trình bát cháo tình thương ở Diễn Châu.